đầu tiên ở phần tìm hiểu trang phục áo dài Việt Nam, cô có một số câu hỏi như sau. Các em hãy quan sát hình số 1, hình số 2, số 3 trong sách giáo khoa trang 18 và trả lời câu hỏi sau. Câu đầu tiên, em hãy cho biết áo dài gồm có mấy bộ phận chính. Câu thứ hai, em hãy nhận xét các hình thức trang trí trên những chiếc áo dài ở ba hình trên. Và số 3, chúng ta sẽ nêu cho cô vị trí, tỷ lệ, màu sắc của các họa tiết trang trí trên những chiếc áo dài này. Bây giờ chúng ta cùng quan sát hình ảnh các bộ phận chính của áo dài. Chúng ta có tay áo, có cổ áo, có thể khoét chữ V, chữ U hoặc là cổ thuyền theo dạng cách tân, tùy theo ý thích của mình. Ngoài ra chúng ta còn có tà áo, tà trước và tà sau. Thì đi kèm với là áo dài, chúng ta biết là chúng ta sẽ có thêm cái quần. Thì đó là những bộ phận chính của áo dài. Và những cái họa tiết trang trí trên áo dài, nó chính là điểm nhấn làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ của chiếc áo dài Việt Nam. Chúng ta cùng sang phần tạo hình và trang trí áo dài. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo hình áo dài cân đối trên tờ giấy như hình cô đã vẽ cho mấy bạn thấy cách bố cục của chúng ta trên một tờ giấy như thế nào. Chúng ta vẽ đầy đủ các bộ phận của chiếc áo dài như là cổ, hai tay, thân, tà trước. Bạn nào thích vẽ thêm tà sau thì chúng ta vẫn có thể vẽ thêm cái tà sau bay lên. Bước thứ hai, chúng ta cùng lựa chọn những họa tiết dân tộc thời trung đại mà chúng ta đã sưu tầm. Đây là một số những cái họa tiết thời trung đại, thời Lý, thời Trần mà cô đã sưu tầm để đưa lên cho các bạn tham khảo. Thì tùy theo ý thích mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái họa tiết mà chúng ta yêu thích nhất để sắp đặt lên trên chiếc áo dài mình nhằm vào mục đích là trang trí. Phần thứ ba, chúng ta sẽ vẽ hình trên họa tiết, sắp xếp họa tiết trên chiếc áo dài. Hình 1 là các em thấy là họa tiết được sắp xếp trên áo dài nam. Hình số 2 là họa tiết được sắp xếp trên áo dài nữ. Cuối cùng đó là phần thể hiện màu sắc. Tùy theo ý thích mà chúng ta sẽ lựa chọn màu sắc nhẹ nhàng hay là nổi bật. Cái quan trọng là chúng ta làm cho những cái họa tiết của chúng ta nổi bật lên trên chiếc áo dài. Chúng ta có thể phối một màu hoặc là nhiều màu tùy theo ý thích của mình. Phần thực hành trang trí áo dài với họa tiết dân tộc thì các em nãy giờ quan sát các bước thực hiện. Chúng ta sẽ lựa chọn những họa tiết yêu thích để trang trí theo nhóm trên giấy A3. Đó là phần bài tập mà cô đề ra cho các em bài này. Phần tham khảo, chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái bài cô sưu tầm về cách vẽ áo dài ứng dụng từ họa tiết thời Lý, thời Trần, được sắp xếp với nhiều cách khác nhau và sử dụng màu sắc khác nhau để chúng ta tham khảo thêm. Và đây, nâng cao hơn, bạn nào có khả năng chúng ta vẽ được tốt thì chúng ta có thể thiết kế theo cái dạng nâng cao, mang tính thẩm mỹ nhiều hơn. Ở đây là khuyến khích, nếu bạn nào làm được thì rất là tốt. Bên cạnh đó, cũng đưa lên cho các bạn một số những cái mẫu thiết kế họa tiết dân tộc ở trên áo dài nam để chúng ta biết cách sắp đặt họa tiết như thế nào cho cân đối và hài hòa. Phần hướng dẫn về nhà yêu cầu các bạn hoàn thành phần thực hành bài trang trí áo dài theo nhóm, và đồng thời chúng ta cũng xem trước bài bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam. Phần dụng cụ chuẩn bị, các nhóm chúng ta sẽ sưu tầm một số những hình ảnh công trình kiến trúc thời kỳ trung đại, mang sẵn theo giấy, bút chì, gom và màu vẽ để chúng ta có thể thực hành. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em hoàn thành
bài kiểm tra giữa kỳ đạt kết quả cao. Chào các em.